Có rất nhiều quý vị và các bạn thắc mắc rằng khi mình thay những chiếc loa bát gân vải xương nhôm như này vào chiếc loa lầm thì có cần phải đổi phân tần hay không? Thì có rất nhiều yếu tố, thì sau đây em sẽ chỉ ra một số yếu tố chính để anh em mình hiểu hơn khi mình dùng. Cái việc đầu tiên là mình phải xác định là thay con mắt gân vải này vào chiếc loa gì. Ví dụ như thay vào loa BMB chẳng hạn, thì loa BMB thì gần như là bát đánh trực tiếp, nghĩa là cái phân tần của BB xịn luôn. Anh em mình quan sát ở trong phân tần đó, cái bát gần như đánh trực tiếp, nó chỉ có qua một tí ti con tụ thôi, nó không có gì cả, gần như đánh trực tiếp. Thì thay những dòng loa gân vải như này vào chiếc loa BB thì không phải đổi phân tần. Còn trong trường hợp anh em mình thay vào những chiếc loa lầm của hãng khác mà hãng đó người ta dùng phân tần thì anh em phải đổi phân tần. Bởi vì sao? Bởi vì cái phân tần của những cái loa lầm khác đó, người ta thiết kế cái phân tần đó cho cái loa bát chỉ có 150W đến 250W. Trong khi đó con bát NG này nó lên tới 400W cho một cái anh em nhé, bát 25 đấy, 400W một cái. Thì cái chỉ số quần theo của quần seal cũng như con dập mát nó thay đổi nó khác đi, thì anh em phải thay phân tần. Phải thay phân tần là đương nhiên để cho nó phù hợp với cái loa bát này. Còn nhiều anh em cũng bảo thắc mắc là không cần thay có được hay không, khi mình thay vào những cái phân tần của loa lầm hãng khác như California chẳng hạn, hay là Nanomax hoặc là JBL, nó khác cái công suất đi thì có cần phải thay hay không. Thì anh em cứ để như thế nó đánh thì chắc không sao cả, không sao cả. Anh em muốn tiết kiệm thì mình để như thế thì cũng không sao cả anh em nhé. Còn tốt nhất là mình nên thay thì hay hơn thôi. Đó thì có vài yếu tố thì em muốn chỉ ở đây. Đối với B và B thì anh em không cần phải thay. Còn đúng dòng loa khác mà nó dùng đến phân tần có quần seal thì anh em nên đổi. Và một cái lưu ý nữa, khi anh em mình thay những dòng gân vải này vào những chiếc loa lầm thì đây là một dòng bát tiếng rất là sáng anh em nhé. Ví dụ nào giờ là tiếng rất là sáng, nó sẽ sáng tiếng hơn, lời ca nó sáng hơn, thì đương nhiên là nó sẽ dễ hát hơn là đương nhiên. Nhưng cái tiếng trống của dòng này nó không được sâu như những dòng gân mút trước đó của nhà anh em nhé. Nó thay đổi cái trường âm đi, cái tần số động đi, nên mình phải lưu ý điều đó. Nó sẽ sáng tiếng hơn nhưng tiếng trầm nó sẽ giảm đi. Nếu kinh doanh thì quá tuyệt vời, kinh doanh thì đã có trầm lớn hỗ trợ rồi. Còn nếu như mà các bác gia đình thì phải lưu ý, cực kỳ lưu ý nhé, không là nó sẽ không được như ý mình như này, rất là phiền phức. Thì có một số cái lưu ý khi anh em hay thắc mắc thì em làm clip này nên đây mong rằng giúp ích cho anh em một phần nào đó. Còn anh em đang theo dõi đây thì em cũng quảng cáo một tí. Ở đây là bát NG25 từ 170 côn 65, giá bán là 1.600.000 một đôi bao ship anh em nhé, côn phíp, dòng xịn luôn, côn phíp NG25. Để được tư vấn và mua sản phẩm anh em gọi điện cho bên mình qua số máy 0904 61 2323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.